việc cần hơn lá thư Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chia buồn cô giáo Mai Thị Yến. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã gửi thư thăm hỏi và chia buồn tới gia đình cô giáo Mai Thị Yến, cô giáo bám bản tử vong trên đường tới trường. Trước đó, ngày 3 tháng 5, cô Mai Thị Yến, giáo viên trường mầm non Đường Thượng, huyện Yên Minh, Hà Giang, cùng chồng và con trai di chuyển bằng xe máy từ thị trấn lên điểm trường dạy học. Do đường dốc trơn trượt, xe máy của vợ chồng cô gặp sự cố nên rơi xuống vực sâu. Cô Yến tử vong, chồng và con của cô bị thương đang phải điều trị tại bệnh viện. Những con đường biển cao đến những điểm trường còn lắm gian nan, nhọc nhằn cho học sinh và giáo viên, đó là những chiếc bẫy tử thần lấy đi mạng sống của nhiều người. Hình ảnh trích từ clip của cô giáo Tòng Thị Minh ghi lại giáo viên học sinh chùm túi ni lông qua sông ở xã Nà Hì, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên vẫn còn là nỗi ám ảnh trong tâm trí của chúng ta dù đã đi qua nhiều năm. Rồi hình ảnh người dân đu trên những sợi dây cáp để người và xe máy cùng qua sông, qua suối như những chiếc gánh xiếc giữa rừng sâu. Còn nhiều điểm trường mà học sinh phải qua sông trên những con thuyền hiểm nguy, những vụ lật thuyền với những nạn nhân còn mang đồng phục học sinh khiến chúng ta đau lòng. Có biết bao nhiêu chiếc cầu bắc qua kênh rạch, sông suối, nhưng đó là cầu tre lắc lẻo, là cầu khỉ. Nay tuy đã có nhiều cây cầu bắc qua sông ở các vùng sâu, vùng xa, miền núi, nhưng vẫn không đủ và không đảm bảo an toàn. Và biết bao con đường lầy lội, ngập sâu trong bùn lầy, dẫn đến những điểm trường hư nát, người dân miền núi đi lại còn quá vất vả, trẻ em chịu thiệt thòi trên chặng đường cắp sách đến trường. Nếu có những con đường hiện đại, an toàn, thì gia đình cô giáo Mai Thị Yến sẽ không bị trượt để rồi rơi xuống vực. Cái chữ lên vùng cao, vào vùng sâu, đến vùng xa sẽ bớt nhọc nhằn hơn. Chính vì mang nỗi ưu tư đó, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn viết trong thư, Bộ Giáo dục và Đào tạo mong các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm, chỉ đạo để đường đến trường, lớp của các thầy cô giáo và học sinh ở những địa bàn khó khăn ngày càng bớt gian nan vất vả. Để bớt gian nan vất vả, chỉ có cách duy nhất là xây dựng hạ tầng giao thông hiện đại chất lượng. Đất nước này không thiếu tiền mà vì tiền còn lãng phí, thất thoát hàng trăm tỷ đồng, hàng nghìn tỷ đồng ở nhiều công trình tham ô tham nhũng như chúng ta đã chứng kiến. Cho nên, việc cần hơn lá thư chia buồn của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn là bắt tay hành động để xây dựng những con đường cho các địa phương vùng cao. Những cán bộ, lãnh đạo xin nghỉ hưu sớm từ đầu năm 2023 tới nay. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2023 tới nay, ngoài Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, còn có nhiều cán bộ lãnh đạo ở các địa phương xin nghỉ hưu sớm nhiều năm, thu hút sự chú ý của dư luận. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa quyết định ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, nghỉ hưu trước tuổi kể từ ngày 1 tháng 4. Ông Sơn sinh năm 1964, là phó giáo sư, tiến sĩ y khoa, theo kế hoạch sẽ nghỉ hưu vào năm 2025. Trong năm 2022, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn có 3 lần gửi đơn xin thôi việc và chính thức thôi việc theo nguyện vọng của cá nhân từ ngày 1 tháng 11 năm 2022. Đó là thời điểm ông vừa trải qua đợt điều trị ung thư tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Cuối năm 2021 và giữa năm 2022, ông Sơn 2 lần bị kỷ luật do lần lượt có liên quan đến sai phạm tại Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, kỷ luật khiển trách và vụ liên quan đến công ty Việt Á, kỷ luật cảnh cáo. Cũng trong tuần này, thông tin Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành có quyết định đồng ý cho ông Hà Thái Nguyên, Phó Giám đốc Sở Tư pháp nghỉ hưu sớm trước tuổi, sớm 4 năm theo nguyện vọng cá nhân, thu hút sự quan tâm của dư luận. Ông Nguyên giữ chức Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc từ tháng 1 năm 2015 đến nay. Giữa năm 2022, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Vĩnh Phúc kết luận ông Hà Thái Nguyên cùng chịu trách nhiệm về vi phạm của Đảng ủy, Sở Tư pháp Vĩnh Phúc, thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra, giám sát, dẫn tới những vi phạm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ. Sau đó, ông Nguyên bị kỷ luật cảnh cáo. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, ông Hà Thái Nguyên được nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 143 năm 2020 của Chính phủ về tinh giản biên chế. Trước đó, vào giữa tháng 2 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình có quyết định cho thôi giữ chức vụ và nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Lê Anh Tuấn, sinh năm 1964, Giám đốc Sở Xây dựng. Trước Tết Nguyên đán Quý Mão, ông Lê Anh Tuấn đã có đơn gửi cấp trên để đạt nguyện vọng xin được nghỉ hưu sớm trước 3 năm vì lý do sức khỏe. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình sau đó đã họp bàn, xem xét và chấp thuận việc nghỉ hưu sớm trước tuổi theo nguyện vọng cá nhân của ông Tuấn. Cũng trong tháng 2 năm 2023, ông Đặng Thanh Nam, 56 tuổi, cựu Phó Bí thư Huyện ủy, cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Con Plông, Kon Tum được nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng.
Khi nghỉ hưu, ông Nam đang là công chức văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện Con Plông. Ông từng giữ chức Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Con Plông nhưng đã bị cách chức để xảy ra nhiều sai phạm trong lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng. Đầu tháng 3, ông Nguyễn Tầm Dương, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, nhận quyết định nghỉ hưu trước tuổi. Sau 20 tháng làm Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, theo tuổi thì ông Dương nghỉ hưu sớm 9 tháng. Ông Dương cho biết đã chủ động nộp đơn từ 6 tháng trước và gặp trực tiếp các lãnh đạo tỉnh Bình Dương để trình bày nguyện vọng, tới nay mới được chấp thuận. Đến cuối tháng 3 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang cũng có quyết định chấp thuận cho ông Trần Thanh Thảo, sinh năm 1964, Giám đốc Sở Y tế Tiền Giang, được nghỉ hưu từ ngày 1 tháng 4. Ông Thảo có đơn xin nghỉ vì lý do sức khỏe. Vào tháng 4 năm 2023, ông Trịnh Hữu Hùng, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa, có đơn nêu nguyện vọng cá nhân xin nghỉ hưu trước tuổi để đi chữa bệnh, theo Nghị định 108 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã thống nhất theo nguyện vọng của ông Hùng. Được biết, vào tháng 12 năm 2022, ông Hùng bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong đấu thầu, mua sắm sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế, phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trước năm 2023, cũng có nhiều lãnh đạo, cán bộ công chức ở nhiều địa phương trên cả nước xin nghỉ hưu trước tuổi với nhiều lý do khác nhau. Trong đó, tập trung vào nguyên nhân, lý do sức khỏe, đi điều trị bệnh, nguyện vọng cá nhân hoặc thuộc diện tinh giản biên chế. Thanh tra chỉ ra nhiều sai sót, vi phạm tại công ty cấp nước Bạc Liêu. Quý vị và các bạn thân mến, theo nguồn tin của phóng viên báo chí, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu vừa có thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp nước tỉnh Bạc Liêu, Công ty Cấp nước Bạc Liêu đã chỉ ra nhiều hạn chế, thiếu sót vi phạm. Theo Thanh tra tỉnh Bạc Liêu, trong quá trình chuẩn bị, thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp, Công ty Cấp nước Bạc Liêu thực hiện chưa tốt báo cáo kiểm kê phân loại tài sản, đối chiếu, xác nhận các khoản nợ, xử lý về tài chính khi xác định giá trị doanh nghiệp chưa đảm bảo quy định, dẫn đến chênh lệch tăng giá trị tài sản hơn 1,6 tỷ đồng. Công ty hoạch toán, điều chỉnh, sổ sách kế toán đối với giá trị chênh lệch do đánh giá lại tài sản không đúng quy định với số tiền hơn 12,2 tỷ đồng. Việc này tuy chưa có dấu hiệu gây thất thoát tài sản nhà nước, nhưng theo cơ quan thanh tra, công ty cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, tránh sai sót trong quá trình thực hiện. Thanh tra tỉnh Bạc Liêu xác định, việc trích và quản lý quỹ tiền lương đối với người quản lý công ty chuyên trách tại Công ty Cấp nước Bạc Liêu thực hiện chưa đúng quy định, đã chi vượt hơn 33 triệu đồng. Công ty đầu tư xây dựng hạng mục căng tin và sử dụng mặt bằng căng tin cho thuê là không phù hợp với mục đích sử dụng đất, đã vi phạm về đất đai xây dựng. Cơ quan thanh tra đề nghị công ty thu hồi hơn 155 triệu đồng từ việc cho thuê mặt bằng sai quy định. Đáng chú ý, thanh tra tỉnh Bạc Liêu chỉ rõ, Công ty Cấp nước Bạc Liêu đã sử dụng hóa chất clo vượt định mức trong sản xuất nước sinh hoạt khi chưa có tài liệu, căn cứ để chứng minh cho việc áp dụng định mức và chưa có ý kiến của Ủy ban Nhân dân tỉnh là vượt thẩm quyền, làm tăng chi phí sản xuất hơn 1 tỷ đồng. Việc công ty sử dụng hóa chất clo vượt định mức trong sản xuất nước sạch sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người sử dụng nước. Thanh tra tỉnh Bạc Liêu cho biết, trách nhiệm để xảy ra những sai sót vi phạm nêu trên là của Ban Giám đốc, Bộ phận Kế toán, trong đó vai trò chính thuộc về Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Cấp nước Bạc Liêu. Cơ quan thanh tra kiến nghị Ban Giám đốc công ty, trọng tâm là Tổng Giám đốc tự chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với các sai sót, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với Kế toán trưởng và các cá nhân có liên quan ở thời điểm phụ trách tham mưu đề xuất. Công ty Cấp nước Bạc Liêu và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thu hồi số tiền cấp hơn 1 tỷ đồng bổ sung vào giá trị doanh nghiệp. Cơ quan thanh tra cũng kiến nghị Công ty Cấp nước Bạc Liêu chấn chỉnh việc mua sắm nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh nước sạch phải thực hiện theo quy định, có tiết kiệm, mang lại hiệu quả nguồn vốn, nhà nước đầu tư, chấm dứt việc sử dụng mặt bằng để thuê, lập thủ tục điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất phù hợp.